Xin chào toàn thể quý hàng đã quay lại kênh chuyên phân phối đất nền BMS Trần Thành Bình Phước của Trọng Thơ nha. Ngay ngày hôm nay Trọng Thơ đang có mặt tại trường Cao đẳng Bình Phước nha quý vị để cập nhật cho chúng ta những cái tiến độ của khu công nghiệp và đô thị này. Với à, những cái bất động sản mà cách trường Cao đẳng Bình Phước chỉ từ 500 cho đến 800 m thôi quý vị 500 đến 800 m cách trường Cao đẳng Bình Phước mà giá hiện tại quý vị cực kỳ bất ngờ nha. Giá chỉ từ 550 triệu cho đến 650 triệu quý vị với diện tích là ngang 5 sâu 30 đất ở đô thị phun thủ cư nằm cách trường cao đẳng Bình Phước bán kính từ 500m đến 800m và giá hiện tại từ 550 triệu cho đến 650 triệu giá bất động sản của chúng ta là xung quanh đã có trường cao đẳng này khu công nghiệp này quý vị khu công nghiệp khu nghiệp BKMX rồi tiếp theo là gần đường Hồ Chí Minh kế trục đường D1 và đường quốc lộ 14 Cũng như là trung tâm hành chính thị xã Trân Thành này Rồi ngã tư Trơn Thành Quanh khu vực này Thì với bất động sản à, Chúng ta có thể xây dựng để cho tân sinh viên về đây học Thuê nhà trọ quý vị Thuê nhà trọ Hoặc chúng ta có thể buôn bán những cái à, Mặt hàng để phục vụ cho nhu cầu Như là học sinh Học tại trường này à, Như là những cái quán ăn nhẹ Hoặc là quán ăn sáng Điểm tâm trưa gì đó chẳng hạn Rồi tiếp theo là chúng ta À, phục vụ cho nhu cầu ăn ở sinh hoạt của à, 240.000 công nhân nhé. Khi mà hoàn thiện khu nghiệp này, 240.000 công nhân sẽ về đây lao động và ăn ở tại khu vực này. Với bất động sản công nghiệp và đã có trường cao đẳng Bình Phước hiện hữu ở đây. Và trường này là trường công lập, trường của nhà nước nha. Do tỉnh Bình Phước xây dựng nha quý vị, do tỉnh Bình Phước xây dựng. Chứ không phải là do dự án BKMX xây. Trường này là do tỉnh xây dựng. Và chúng ta có thể thấy một khu vực mà đang được định hướng phát triển thành một thành phố công nghiệp trước năm 2030 như Trân Thành Bình Phước thì chúng ta nên đầu tư vào bất động sản tại khu vực này. Về giao thông thì có rất là nhiều tuyến để kết nối vào Trân Thành Bình Phước. Nội chúng ta nói tới cao tốc thôi thì đã có những tuyến cao tốc thứ nhất là cao tốc Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một Trân Thành với 69 km, cao tốc Trân Thành Gia Nghĩa Đắc Đông 146 km sẽ cho đi vào hoạt động trước năm 2026. Rồi cao tốc Trơn Thành Hoa Lư, cao tốc Trơn Thành Đức Hòa Long An và kết nối với lại cao tốc 02 đi các tỉnh miền Tây. Thì chúng ta có thể thấy về cao tốc thôi đã có 4 tuyến về với Trơn Thành rồi. Và tiếp theo là về à, quốc lộ thì có quốc lộ 13, quốc lộ 14, đường Hồ Chí Minh và đường tỉnh lộ thì phải nói là như là mạng nhện nha quý vị, như là mạng nhện. Về hệ thống giao thông về kết nối các cảng đi các sân bay thì rất là tiện tại Trơn Thành Bình Phước và vị trí của Trơn Thành Bình Phước lại giáp với lại Bảo Bàng Bình Dương cho chúng ta thấy một vị trí cực kỳ tiềm năng về bất động sản trong tương lai. Quý hàng quan tâm khi giá chỉ từ 5 đến 6 triệu một mét vuông, liên hệ ngay trọng thơ để đầu tư những bất động sản gần khu nghiệp, gần trường cao đẳng Bình Phước và có tiềm năng tốt từ 2 đến 3 năm tới. Quý hàng quan tâm nhớ đăng ký kênh của trọng thơ và alo trọng thơ để gặp nhau tại BKMX Trường Thành Bình Phước nha.